trong nhà thế hả? Ai gì trong nhà ấy? À ngồi với chị á. À quên hả, lộn, hẳn ngồi với mẹ á. À rồi ngồi với mẹ. Rồi. Ngồi xuống đây chờ mẹ tí. Ngồi xuống đây chờ mẹ tí, mình có cắt tay cho chị nha. Đang cắt móng tay cho chị đó. Ngồi xuống đây. Mình chờ tí nha. Nào nào ngồi im nào Dung. Ly ngồi yên với mẹ nào. Ly ngồi yên với mẹ. Mà cắt cho chị đấy nha. Ly cắt cho con. Gì vậy con? Gì thế? Để mình cắt móng tay cho chị đã. Ly. Để mình cắt móng tay cho chị đã nha, chờ mẹ xíu. Gì vậy con? Hả? Sao? Chờ tí mà cắt cho chị xong mà cắt cho con, nghe chưa? Nào Ly, đi vô nhà đi chờ mẹ tí nha. Không vô nhà ngồi làm chờ mẹ tí. Nào con. Nào để mẹ cắt cho chị xong đã. Mẹ cắt cho chị xong đã nha, rồi bán cho con sau nha. Chờ mẹ xíu, không vô nhà chờ mẹ xíu nha. Nào, đi ơi. Chưa nha. Mẹ cắt cho chị đã nha. Đi vào nhà đi, chờ mẹ xíu đi. Con vào nhà chơi đi đi nha. Vào nhà chơi chờ mẹ xíu nha. Vào nhà chơi chờ mẹ xíu đi. Nào, mẹ không vô, con cắt đi vậy nè. Vào nhà chơi tí chờ mẹ vô mẹ cắt cho. Chưa làm sao thế? Chưa làm sao? Nào, nghe thêm nào. Ê, em đang vẽ đúng không? Chưa làm sao đâu. Ai, chị không nói đúng quá hả? Nào xuống mày xem nào. Chưa có làm sao đâu. Đứng xuống đi mày xem. Đứng xuống đây. Đi vô kia mày xem nào. Đây. Ủa có làm sao đâu? À, giả vờ không thành vô đó ngồi đúng không? Rồi sao? Đi đây mày xem nào. Đây mẹ xem nào. Đây. Vì đâu chân bên này á? Bây giờ đâu chân bên này vậy Dung à? Vậy Dung xem thế nào? Dung xem thế nào? Đâu chân bên này nè. Mà có làm sao đâu. Chân này có không bị sao đâu. Giả vờ như hồi nãy. Lại giả vờ. Đứng xuống đi lại lần nữa mẹ xem. Đứng xuống đi lại vô trong kia ngồi. Nhanh lên. Giả vờ mẹ à. Hả à, đi vào trong kia ngồi đi. Đấy chân có sao đâu. Đi bình thường à. Đi một cái mày cái cho con. Thấy chưa? Không có giả vờ nữa nghe chưa? Nè. Đấy nữa. Ôi trời ơi, coi kìa. Ôi trời ơi, coi kìa. Ôi ui, chịu nổi không? Hử? Làm sao? Hả? Chờ mày cắt thì chị Dung xong đã. Cắm tay chị Dung xong cắt cho con, nghe chưa? Nghe chưa? Nghe không? Đi vào nhà ngồi chơi đi cho mát. Nha. Ngoan nào. À cắt cái chị Dung á. Rồi đứng xuống đây mà cắt cái chị Dung đã. Đi vào nhà đi. Chân không có sao đâu, đừng có lết hết với mẹ. Đi vô nhà nhanh lên. Trời ơi. Rồi nó là xong rồi nha. Làm sao? Hả? Ôi trời. Coi làm đụng mẹ nè Dung. Làm sao? Hả? Làm sao? Hả? Muốn gì? Trời ơi, con kìa. Rồi, ngồi lên chơi mẹ. Mày cùng phát đi Dung xong nha. Mẹ mày cũng phải cùng Dung rồi chị mẹ làm cho con nha. Trời ơi, cứ kiếm chuyện cho mẹ này. Rồi, Dung xong rồi đấy. Rồi, cái ly nha.
ngồi xuống đây, ngồi xuống đây nào, ngồi xuống đây, lên ngồi xuống đây nào. Đây. Chúng ta cứ dùng mơ rồi đưa cho mẹ vô. Đào đưa đây. Thật chưa, chị ngồi im chưa? Nãy giờ cứ kiếm chuyện với mẹ nha. Nhột em, trêu em thế. Đấy. Này, hai đứa không trêu nhau đi, mẹ ngồi mẹ làm cho em nè. Em im nè. Chứ làm gì vậy? Chủ ông tay cho em á. À rồi con vũa đi, con vũa đi. Thôi đi ngồi em mà cắt cho nè. Trời ơi, có người vũa mà cắt sướng chưa. Con vũa đi, con vũa tay thế này nè. Biết vũa, biết vũa không? Trời ơi, biết vũa không? Cầm bấm vũa rồi vũa cho em bài bản vậy. Đây đây, đưa chân mẹ nè. Chị Dung, Dung thẳng đầu lên con. Đừng cúi đầu quá, cong lưng ấy. Xong chưa? Nào hai chị em, đừng có trêu nhau đi mẹ cắt nào. Đừng trêu em con, đừng trêu em. Nào hai chị em ngồi im mẹ nào. Con xuống bếp đi, con xuống bếp có cái gì lấy lên lại cho ăn. Đi ngồi im đi mẹ nào. Đấy đấy đấy, thấy chị đi bắt đầu kệ theo đấy. Ngồi xuống đây cắt xong móng chân đã. Nào, cắt xong móng chân đấy nha. Rồi theo chị đấy. À. Gì vậy Dung? Ôi dồi ôi dồi. Ăn cái này à? Hả? Ủa cái dài nè, cái dài cẩn thận nè. Nào nào nào, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, nó lê cho xong đã. Ngồi xuống đây cho xong đã. Nào, ngồi xuống cho xong đã. Rồi ngồi yên rồi mẹ nào. Ôi. Không muốn làm nữa hả? Trời ơi, con kìa con kìa. Thấy đồ ăn là đi thèm giờ. Con đi vào trong nhà nha, đi vào trong nhà với mẹ đi. Nào nào nào. Rồi bưng nó đi vô đây. Rồi đứng xuống đi bưng vô đi. Vô cầm nó cho mẹ nào, nó cắt cái này đi. Còn nhà này mẹ cắt cái này mẹ vô sau. Lên bàn ngồi đi con. Lấy cái dưới đâu. Lấy cái dưới vậy. Lấy cái dưới bỏ xuống bàn đi con, đi lên đổi. Rồi. Đấy. Sao? Ăn con khui hả? Con mở sao được á? Đấy, chị cắt cho nè. Ly ngồi xuống với chị, ngồi xuống với chị đi con. Cái răng của Ly là cái gel mà. Ly thèm tới mức luôn. Mẹ ơi, Ly thèm tới mức luôn rồi mẹ. Thèm hết mức luôn rồi hả Ly? Chờ mẹ xíu. Ly thèm hết mức là ăn cái vỏ luôn. Rồi hai chị em chờ mẹ xíu nha, mẹ đang nghiên cứu cách gọt đây. Chị đi tắm biển đi. Chị tắm biển á? Hai giờ hai chị em đi luôn nha. Ok. Nhưng mà đi tắm biển mẹ không biết là có quay video cho mọi người xem được hay không, vì biển chiều á là mẹ không tiện ấy, có nhiều người ấy nên còn, mẹ không biết có tiện để quay lên hay không. Cần nên mẹ còn đưa hai chị em đi chơi nha. Cảnh mẹ không biết á thì mẹ có thể xem mà bơi bơi. Xem bơi bơi luôn hả? Lily bơi giỏi mà, cho Lily bơi tới 17 luôn. Lily muốn ăn quá hả con? Lily chưa được, Lily ăn, Lily chỉ được uống thôi chứ chưa được ăn. Không, Lily có ăn rồi con, Lily ăn rồi. Thôi lên, còn mẹ có mua về cho em mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi.
Thích ăn quá mà. Rồi xong rồi. À em muốn ăn hả? Từ 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 từ. Đấy cho ly đấy. Rớt. Rồi ngồi đây ngồi ăn con. Ngon quá Lily Lily mê. Thầy mê giống như thầy. Cái gì vô này? Cảm ơn mẹ. Ngon không con? Của hai chị em đấy. Nằm đi ngồi xíu đây nha, ngồi xíu đây nha. Chú ngồi đây con, ngồi đây ăn này con. Xíu kia con, xíu kia ăn. Đấy. Mẹ ở cái cục đây ăn được không? Được, con ăn được hết. Đi ngon không? Ôi, cái mặt ăn kìa. Ăn hay không hết, mẹ ép nước, em không ép táo cho uống nha. Em ăn hoàn toàn hết đi con, không sao hết, ăn hết luôn. Đâu ăn được cái cục này thôi. Nó giòn, cục trong nó giòn á. Không ăn được. Lì ăn một tí là chán rồi đấy. Anh nhìn thử chị ăn cái đâu ạ? À? Ai ăn nhanh hơn? Mình xem nè. Hai tự căng thẳng. Khoan nữa cho ăn thêm đi. Mẹ cần cái màu đen này giúp ta. Chút xíu không sao đâu con. Rồi, nó bị sót lại. Không ngon. Ngọt. Ngọt. Nó không chua, ngọt không à. Đúng rồi. Thôi, ngồi với chị á. Rồi hai chị em ngồi ăn đi. Mẹ xuống mà dọn này xuống. Ăn xong chung lau tay đi em nha con.